Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì sẽ thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn làm đồ thủ công. Mình có thể dùng làm đồ dùng, đồ trang trí, quà tặng cũng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc thỏi vàng rất là xinh xắn bằng len. Mình có thể dùng trang trí hoặc dùng làm quà tặng rất là xinh. Để làm được một thỏi vàng xinh xắn như thế này, mời các bạn theo dõi video sau của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng làm một lén vàng xinh xắn bằng len mít cốt tông 125g. Đây thì mình sẽ sử dụng nguyên cái màu vàng. Một cái kim móc đầu 3, đầu 4. Mình sẽ sử dụng cái đầu 3 này. Chiếc kéo dùng để cắt len. Kim khâu này. Bông để nhồi ở phía trong. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu cùng làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái mắt xích. Và 9 mũi bính. Xuống chân mũi thứ hai, móc 2 mũi đơn chung vào một chân. Nó sẽ móc 6 mũi móc đơn. Chân mũi cuối cùng sẽ móc 5 mũi móc đơn chung vào một chân. Móc theo chiều đối xứng 6 mũi móc đơn. À, 3 mũi móc đơn chung chân này. Sang chân mũi kết hàng. Nên mũi bính cắt cái phần dây phía sau đi. Tại chân mũi trượt sẽ móc một mũi móc đơn. Sáu mũi một mũi đơn này, một mũi tăng. À, mũi tăng là mũi sẽ móc 2 mũi móc đơn chung một chân. 6 mũi móc đơn. Một mũi tăng.
một mũi móc đơn, một mũi tăng, một mũi móc đơn này, tiếp một mũi tăng, sáu mũi móc đơn theo chiều đuôi xứng, một mũi tăng, một mũi đơn, một mũi tăng tiếp sang chuyển mũi kết hàng, lên mũi bính, lên hàng thứ ba, hàng thứ ba thì mình sẽ móc lên một mũi bính này, móc một mũi đơn tại chân mũi trượt. Tính từ chân mũi trượt là mình sẽ móc 12 mũi móc đơn. 2 3 này. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sau đó sẽ móc một mũi tăng này, hai mũi tăng này, và móc lặp lại một lần nữa, 12 mũi móc đơn, 2 mũi tăng, 2 chuyển mũi kết hàng, lên hàng thứ 4, lên mũi bính này, hàng thứ 4. Ở đây mình có hai cạnh này, cạnh bên trong và cạnh bên ngoài. Bây giờ thì mình sẽ móc 32 mũi ở bên cạnh trong, bắt đầu từ chân mũi trượt này.
Mình sẽ sang trượt mũi cả hai chân móc này. Lên hàng thứ 5. Sẽ lên mũi bính này. Tại chân mũi trượt sẽ móc một mũi móc đơn. Tính từ chân mũi trượt thì hàng thứ 5. Mình sẽ móc 13 mũi móc đơn. Hai mũi tăm. Mười bốn mũi móc đơn. Hai mũi tăm. Và một mũi móc đơn. Sang chuyển mũi kết hàng. Cái mũi kết hàng mình sẽ siết chặt tay một chút. Lên mũi bính, lên hàng thứ 6. Hàng thứ 6 sẽ móc từ chân mũi trượt 10 mũi móc đơn. 2 3 mũi nửa kép. Hai mũi nửa kép đăng. À, nửa kép trung chân này. 1 này. 2 này. 3 mũi nửa kép đơn này. Kép rời nè. 10 mũi móc đơn. Hai mũi nửa kép tăng. Hai mũi nửa kép trung chân. 1 2
hai mũi nửa kép rời. Hết hàng thứ 6, 3 mũi kim nó ghép rời này, rồi nó sang trước trượt hàng này. Kéo chặt tay một chút, lên một vính. Lên hàng thứ 7, móc một móc đơn này, 2 này. Mình sẽ móc 12 mũi móc đơn từ chân mũi trượt nhé. 3, 4, 12, 3 mũi nửa kép. Hai mũi lửa kép tăng này. Ba mũi nửa kép rời này. Và mình sẽ lặp lại một lần nữa, giống như phần mình vừa mới đan này. Tiếp tục 12 mũi móc đơn. Hai mũi nửa kép đăng. Ba mũi nửa kép. Sang chèn mũi kết hàng. Lên hàng thứ 8. Hàng thứ 8 sẽ móc 13 mũi móc đơn từ chân mũi trượt. Ba mũi nửa kép. Hai mũi nửa kép tăng.
3 muối nửa kép. Rồi nhé. Mười bốn mũi móc đơn. Ba mũi nửa kép đơn, ba mũi nửa kép dời. Hai mũi nửa kép tăng. Ba mũi nửa kép dời. Một mũi móc đơn sang trên mũi kết hàng. Lên mũi bính. Nên là thứ 9, hàng thứ 9 thì cũng là hàng cuối cùng của cái phần đáy này. Hàng thứ 9 sẽ móc một mũi móc đơn tại chân mũi trượt. Một mũi giảm, mũi giảm đây thì mình sẽ móc hai cái chân mũi móc đơn trộn vào một kim móc à. Tiếp tục móc 6 mũi móc đơn. Một mũi giảm. Ba mũi móc đơn. Tám mũi nửa kép. Tám mũi nửa kép dời này. Ba mũi móc đơn. Một mũi giảm. Sáu mũi móc đơn. Một mũi giảm. Ba mũi móc đơn. Tám mũi nửa kép. Tám mũi nửa kép rồi này. Ba bốn năm sáu bảy tám. Hai mũi móc đơn.
sang chuyển mũi kết hàm. Lên mũi bính này. Và phần này thì mình sẽ cắt dây đi và sẽ khâu lại. Đây là mình đã xong cái phần đáy rồi này. Sau khi mình xong cái phần đáy của cái nén vàng này thì mình sẽ móc đến cái phần nắp ở trên này. Mình sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật. Sau đó sẽ móc lên một mũi bính, móc 6 mũi móc đơn trong vòng tròn ma thuật. Xiết cái vòng tròn ma thuật lại, dùng một sợi len để đánh dấu. Mình sẽ dùng len khác màu này và sang cái chân mũi đầu tiên thì sẽ móc luôn một mũi móc đơn. Tiếp sẽ móc một mũi móc đơn nữa tại cái chân mũi đầu tiên. Hàng thứ hai này sẽ móc 2 mũi móc đơn trung chân cho đến khi hết hàng. Siết chặt lại cái vòng tròn ma thuật này. Bắt cái sợi dây đánh dấu qua bên. Phần này thì mình sẽ móc xoắn ốc nhé. Và móc luôn vào cái chân đánh dấu này. Một mũi móc đơn lên hàng 3. Hàng 3 sẽ móc một mũi móc đơn từ chân đánh dấu này. Một mũi tăng này. Tiếp một đơn một tăng cho đến khi hết hàng. Tắt sợi dây sang cành dấu này. Nên hàng thứ tư thì sẽ móc một mũi đơn từ chân đánh dấu này, một mũi tăng. Nó sẽ móc 5 lần, 2 đơn, 1 tăng cho đến khi hết hàng. Móc một mũi đơn cuối cùng qua đánh dấu này. Đây là thứ 5.
từ hàng 5, hàng 6 sẽ móc 30 mũi móc đơn không tăng không giảm. À, móc 24 mũi, sorry nhé. 24 mũi không tăng không giảm, hàng 5, hàng 6. Nên hàng 7 mình sẽ móc 2 mũi móc đơn từ chân đánh dấu này. 1 mũi tăng. Một mũi lửa kép tăng này. Bốn mũi kép đơn tăng này. Một hai ba bốn mũi nửa kép tăng, một mũi tăng, một mũi đơn tăng này, một hai mũi móc đơn. Rồi thì mình sẽ lại lặp lại một lần nữa. Hai mũi đơn rồi, một mũi tăng, một mũi nửa kép tăng, bốn mũi kép đơn tăng, một mũi nửa kép tăng, một mũi đơn tăng, hai mũi đơn rời, sang đánh dấu lên hàng thứ 8. Hàng thứ 8 cũng là hàng cuối cùng của cái phần và trên này, móc 6 mũi móc đơn, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mũi nửa kép, hai mũi nửa kép tăng, ba mũi nửa kép rồi, sáu mũi
thơm này. Lặp lại lần 2, 6 mũi đơn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mũi nửa kép rời. Hai mũi nửa kép tăng. Ba mũi nửa kép rời. Sáu mũi đơn. Và mình sẽ khâu vào với lại cái phần mình sẽ khâu vào một cái phần đáy phần vỏ này. Họ sẽ khâu các mép này, các cái mép trong này vào với nhau. Sau khi khâu lại thì mình sẽ chia, ở trên đầu này thì mình sẽ chia 4 mũi này, 1, 2, 3, 4. Móc ở chân thứ 4 này, bên này cũng vậy này, 1, 2, 3, 4 này, sẽ có 4 mũi. Mình sẽ móc đều như vậy, cả hai bên này lại với nhau này. Sẽ tháo cái phần chân đánh dấu ra. Thì móc hai cạnh trong này lại với nhau này. Lên mũi bính này. Tại cái chân mình vừa mới móc, sẽ móc một mũi móc đơn luôn. Và móc tất cả các mũi đơn ở cái cạnh trong này. Mười tám mũi móc đơn.
và mình sẽ lặp lại 2 lần 18 mũi đơn và 4 mũi tăng nhé. Mười tám này, sau đó mình sẽ móc 4 mũi tăng. Một, hai, ba, bốn, và sẽ lặp lại 18 mũi tăng và 18 mũi đơn và 4 mũi tăng cho đến khi hết hàng. Khi mình móc xong là tầm khoảng 10 mũi thôi là mình đã bắt đầu nhồi bông vào phía trong này rồi nhé. Sau khi mình khâu xong thì mình sẽ giấu phần len đi. Đó thì sẽ trang trí thêm phần mắt này, phần má hồng. Phần má hồng thì mình sẽ móc 6 mũi móc đơn trong vòng tròn ma thuật và cắt đi nhé. Đó, trang trí thêm phần mắt, phần miệng rất là xinh. Vậy là mình đã xong một cái lén vàng may mắn rất là xinh xắn. Mình có thể làm móc treo, ba lô, túi sách, hoặc là dùng làm quà tặng, trang trí cũng rất là xinh. Giờ thì mời các bạn theo dõi các video sau của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.